Thưa quý vị, những năm qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên. Tấm gương nông dân Phan Thành Chiến ở ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành là một điển hình trong việc chăm chỉ, kiên trì, quyết tâm vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương mình. Như từ nhỏ mình học là trong cấp 1, 2, cấp 3 là năm đều Bác Hồ dạy. Lớn lên mình có trường này kia thì thầy cô dạy mình thêm nhiều kiến thức, dạy mình áp dụng vô trong nông nghiệp như này kia đầu để phát triển quê hương của mình để phát triển hơn. Nghĩ rồi làm ngay, nên sau khi hoàn thành khóa học với chuyên ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp, anh Phan Thành Chiến đã chọn quê hương làm nơi khởi nghiệp. Trong quá trình phát triển kinh tế gia đình, dù ít nhiều gặp phải những khó khăn, trở ngại, gia dấp, song nhờ nhớ lời Bác dạy nên anh đã nỗ lực kiên trì và sáng tạo không ngừng. Do vậy, mô hình nhà lưới của anh Chiến khá thành công, trở thành mô hình điểm ở địa phương. Hiện mỗi năm, anh Chiến sản xuất được 3 vụ gồm dưa lê, dưa lưới trên diện tích 2 nhà lưới, mỗi nhà 500m². Riêng vụ Tết, anh sáng tạo để đa dạng sản phẩm bằng hình thức khắc chữ, nhờ đó nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình. Ví dụ như một công lúa thì mình thu nhập một năm mình là tầm khoảng 6 triệu, 7 triệu gì đó. Nhưng mà khi mình đầu tư này vô dòng nhà lưới này kia thì giá cả nó cao hơn. Nhưng mà cái thu nhập của mình một năm có thể kiếm được là 120, 130 triệu. Cải thiện cái kinh tế mình lên nhiều hơn. Thành quả này không chỉ giúp ấp Vĩnh Thuận nói riêng, xã Vĩnh Nhuận nói chung, hoàn thành chỉ tiêu đăng ký mô hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mà từ sự tiên phong của anh Chiến còn góp phần củng cố, lan tỏa mạnh mẽ tư duy kinh tế nông nghiệp, xuất hiện thêm nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như mận, sầu riêng, na hoàng hậu, nhãn phát tài tại địa phương. Học Bác thì học về cái toàn diện về Bác. Thì đối với cái hộ nông dân của chúng tôi á, thì là trong cái năm nay thì đã hoàn thành các chỉ tiêu rồi. Thì trong cái năm tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục để phát triển và hỗ trợ nông dân để có những cái mô hình và hiệu quả và sản xuất kinh tế và làm giàu đẹp cho cái quê hương và địa phương. Xác định bản thân là một nông dân trẻ nên anh Chiến luôn khiêm tốn, tìm tòi học hỏi. Và cốt yếu không chỉ phục vụ cải tổ kiến thức, kỹ năng cho bản thân mà hoài bão trong anh là mong muốn có cơ hội chia sẻ với bà con quanh làng cùng nhau áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ ngày càng phổ biến. Từ đó mới giúp bản thân vươn lên làm giàu, đồng thời giúp quê hương phát triển giàu đẹp, đổi mới. Thưa quý vị, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình du lịch nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế đã được Lào Cai xây dựng. Những mô hình này vừa đem lại giá trị kinh tế, vừa góp phần quảng bá nền nông nghiệp đặc trưng của tỉnh, mang đến những trải nghiệm mới lạ cho du khách. Hào hứng với trải nghiệm hái lê và cuộc thi Hoa hậu lê là tâm trạng chung của đông đảo du khách khi đến với lễ hội lê tại xã Nậm Bung, huyện Bát Sát. Tại đây, du khách không chỉ được tự tay hái những quả lê chín mọng từ trên cây, mà còn được hòa mình vào bản sắc văn hóa đa dạng của đồng bào các dân tộc nơi đây. Đến trải nghiệm vườn lê cảm thấy rất là vui. Cảm giác nó rất là thân quen, giống như kiểu mình tự làm và tự được hái và được thưởng thức những cái thành quả mà người dân làm ra. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Đến tận vườn thế này thì cảm giác càng thấy thú vị hơn, thấy cái mức độ tìm hiểu của mình được lên đến cao hơn và thích thú hơn ạ. Không chỉ đưa các mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp, nông thôn đến gần hơn với du khách, Lào Cai còn chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, từng bước thực hiện mục tiêu kép, vừa nâng cao đời sống người dân, vừa xây dựng nông thôn mới. Lào Cai phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 36 xã và 1 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục thực hiện duy trì cái việc mà tổ chức các cái hoạt động lễ hội 4 mùa trong năm để thu hút khách du lịch và cũng tạo điểm nhấn cho khách biết đến Bắc Hà. Xây dựng các cái sản phẩm du lịch trong thời gian tới mang cái tính đặc sắc để tạo ấn tượng cho du khách đến với Bắc Hà.
Để đạt được mục tiêu này, tỉnh cũng xác định phát triển kinh tế nông nghiệp thông qua các mô hình sản xuất mới, phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn là bước đi then chốt. Đây cũng là hướng đi bền vững, tạo động lực cho người dân chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao. Huyện Tân Yên là thủ phủ vải sớm của Bắc Giang. Thời điểm này, vải sớm Tân Yên đã thu hoạch xong. Năm nay, tổng sản lượng vải sớm của huyện khoảng 15.000 tấn với giá bán trung bình khoảng 40.000 đồng một kg, doanh thu đạt khoảng 600 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm ngoái và đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Năm nay, vải sớm Tân Yên được tiêu thụ thuận lợi ở thị trường cả trong và ngoài nước. Với tổng sản lượng gần 15.000 tấn, thì có tới gần 11.000 tấn được xuất khẩu đi các thị trường như Trung Quốc, Úc, Nhật và Hoa Kỳ, còn khoảng 4.000 tấn tiêu thụ trong nội địa. Giá vải chín sớm tăng từ 15 đến 20% và ổn định từ đầu đến cuối vụ. Giá bán thấp nhất là 40.000 đồng một kg, cao nhất là 70.000 đồng một kg. Có được thành quả này là nhờ vải Tân Yên đã khẳng định được chất lượng vượt trội, bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất được nguồn gốc. Vải Bắc Giang là đứng số 1 Việt Nam, đứng số 1 thế giới. Vải thiều đó là thực, nó dày, hạt nó nhỏ, nó ngọt, nó đẹp, nó thơm. Con cái mình phải quản lý cái hệ thống lạnh cộng thêm bao bì. Từ đó là cái trái vải này đó, mình chở qua bên Mỹ, qua bên châu, chỗ nào cũng được hết. Mà mình phải quản lý cái hệ thống lạnh cộng thêm cái bao bì. Chứ tôi hiểu, phải có thương hiệu Việt Nam. Năm 2024 thì Ủy ban huyện Tân Yên đã chỉ đạo các cái cơ quan chuyên môn, chỉ đạo các hộ sản xuất rà soát và mở rộng thêm được 21,6 ha cái tiêu chuẩn Global GAP, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu sang cái thị trường khó tính. Giá trị sản phẩm quả vải năm nay được bà con rất là phấn khởi. Bà con thu hoạch có cái tâm lý rất là vui tươi phấn khởi. Với những niềm vui từ mùa vải sớm mang lại, người dân vùng vải sớm Tân Yên có thêm động lực tích cực để đầu tư, chăm bón và sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật, hứa hẹn một mùa vải sớm 2025 thành công hơn nữa.